Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đi Mỹ Về, binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh ông Nguyễn Phú Trọng ra sao. Ông Phạm Minh Chính dẫn đầu phái đoàn hùng hậu đến Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tên tuổi không liên quan gì đến những cuộc đàm phán song phương. Cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tháp tùng Phạm Minh Chính để chứng tỏ ông đã về phe chính, chứ chuyến đi này không có ý nghĩa gì cả. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Và Phạm Minh Chính đã kéo theo một binh đoàn đông như quân nguyên sang Mỹ. Đây hầu hết là quân tướng trong tay Phạm Minh Chính hiện nay. Nhìn những danh sách này mới thấy rằng lực lượng phe Phạm Minh Chính mạnh như thế nào. Với vị trí hữu danh vô thực như ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì không phải là đối thủ của ông Chính nữa. Vương Đình Huệ thì đang là Chủ tịch Quốc hội, cũng vô thực hữu danh chứ không có thực lực. Hiện nay quân hùng tướng mạnh có thể so kè với lực lượng của ông Phạm Minh Chính thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Tuy nhiên, lực lượng của ông Nguyễn Phú Trọng xem ra khó mà duy trì sự hùng mạnh vốn có như trước đây được nữa, vì ông Trọng thì đã già, dường như sắp phải rời ghế. Và danh sách những người tháp tùng ông Phạm Minh Chính trong chuyến đi Mỹ có: thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thứ hai là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, thứ ba là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, thứ tư là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thứ năm là Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, thứ sáu là Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thứ bảy là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thứ tám là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thứ chín là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, thứ mười là Bộ trưởng Bộ Học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, 11 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, 12 là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Trong đoàn 12 tùy tùng này chỉ có vài người là có trách nhiệm phải đi, còn lại chỉ là chứng tỏ họ có thực sự cho phe phái nào mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đến Mỹ với đoàn tùy tùng rất đông. Đáng kể trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người trước đây là kẻ tận tụy giúp ông Nguyễn Phú Trọng đánh những vụ án lớn nhưng giờ lại thân mật với Phạm Minh Chính. Tô Lâm đổi chủ xem như một thiệt thòi cho Nguyễn Phú Trọng vào thời gian tới. Và trước đây trong tay của Nguyễn Phú Trọng có Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tuy nhiên lần này thì không thấy Phan Văn Giang tỏ thái độ gì, và xem ra ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nắm trong tay quân đội. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là hai thanh gươm của chế độ. Vào tứ trụ, ai nắm được hai bộ này thì xem như là quyền lực tuyệt đối. Cũng xem ra quyền lực của Nguyễn Phú Trọng vốn có từ bao nhiêu năm nay đã yếu đi rất nhiều, chứ không còn được như trước nữa. Sau hội nghị Trung ương 5, cũng xem ra ông Phạm Minh Chính là người đã chiến thắng chứ không phải ai khác. Tuy là ghế vẫn như cũ, nhưng thế lực của ông Chính được củng cố để chuẩn bị cho đại hội đảng nhiệm kỳ tiếp theo. Và với thế lực như hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc không còn cơ hội để leo cao nữa. Ông Phúc chỉ có thể ôm chiếc ghế hữu danh vô thực mà ông đang có hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh Tô Lâm là kẻ vô dụng trong chuyến công du nhưng là hữu dụng với ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên, ông Nguyễn Phú Trọng là thế lực đã già cỗi. Rồi đây những người thức thời sẽ lần lượt rời bỏ ông Nguyễn Phú Trọng để sang đầu quân cho phe Phạm Minh Chính. Có thể nói không lâu nữa thế lực Phạm Minh Chính thách thức tất cả, kể cả thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm là con người thức thời, một khi Tô Lâm đã ngả về đâu thì nhiều người sẽ chạy theo. Nắm được Tô Lâm, Phạm Minh Chính đang có rất nhiều lợi thế, và về với Phạm Minh Chính, Tô Lâm cũng có nhiều cơ hội hơn là thay vì cứ bám một ông già đã 78 tuổi thì trước sau gì cũng sẽ về hưu theo ông ta. Thay vì bám lấy ông già, Tô Lâm đổi chủ sang Phạm Minh Chính là có cơ hội hơn rất nhiều. Biết đâu sau 3 năm nữa, Tô Lâm lại vào được tứ trụ như Trần Đại Quang đã từng đạt được cơ hội đó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 5, Nguyễn Xuân Phúc thất thế, Tô Lâm bỏ chạy sang Phạm Minh Chính. Vậy là kết quả đã không như dự đoán rằng hội nghị Trung ương lần thứ 5 sẽ là hội nghị thay ngựa giữa dòng. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bị áp lực rời ghế vì tuổi cao sức yếu và nhường ghế lại cho Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đấu với nhau.
Tuy nhiên, nhiều người đã đánh giá thấp ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã đủ mạnh để đè bẹp tất cả, không ai có thể hất ông ra. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tại vị thì có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đều ở lại vị trí cũ. Đối với ông Chính ở vị trí ghế thủ tướng thì vẫn là không mất gì, vì ghế thủ tướng vốn là chiếc ghế có thực quyền. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Xuân Phúc ở lại ghế lại là chuyện khác. Điều này được xem như là một thất bại, vì chiếc ghế chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nắm chỉ là chiếc ghế hữu danh vô thực. Uổng công trong Tô Lâm liên minh với ông Phúc để chiến đấu. Và giờ thì ông Phúc không lên chức thì ông Tô Lâm cũng không được sơ mối gì, nên đành tạm biệt ông chủ tịch hữu danh vô thực càng sớm càng tốt. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 5 kết thúc, ông Trọng vẫn tại vị. Tô Lâm quả là người thức thời, từ chỗ thuộc hạ của Nguyễn Phú Trọng, sau đó chuyển sang làm người liên minh với ông Phúc để mưu cầu quyền lực. Tuy nhiên giờ ông Phúc không gặt hái được gì thì ông dứt áo ra đi. Ông Tô Lâm đi đâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Ông theo Phạm Minh Chính. Vào ngày 11 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã đến Washington, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong phái đoàn có ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khối ASEAN thì Việt Nam là quốc gia độc tài, nhà nước công an trị. Lối cai trị nặng về bạo lực, không tuân thủ pháp luật đã bị Mỹ và trên thế giới chỉ trích nặng nề, đặc biệt là các vấn đề về nhân quyền. Chính vì thế, ngành an ninh ở Việt Nam rất khác biệt so với phần còn lại, hầu như là không có điểm chung nào cả. Vậy ông Tô Lâm theo ông Phạm Minh Chính để làm gì là câu hỏi được đặt ra. Phải chăng ông Tô Lâm cũng đang muốn buông ông Nguyễn Xuân Phúc và sát cánh cùng Phạm Minh Chính trong thời gian tới? Không có việc gì mà cứ muốn gần gũi với sếp của mình, cách làm của người xù nịnh. Ông Tô Lâm ra người thức thời, ông sẽ làm như thế nào, miễn là có lợi cho mình là được. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tới Mỹ. Một bộ trưởng công an bỏ thời gian bay nửa vòng trái đất đến Hoa Kỳ chỉ đã nói những chuyện chung chung không rõ mục đích là câu hỏi rất lớn. Hiện nay, ông Tô Lâm đang bị Slovakia xem như một thành phần phạm pháp. Với luật pháp quốc tế, thiếu Tô Lâm bàn bạc được gì về hợp tác an ninh thế giới và khu vực đây? Lịch làm việc của phái đoàn Việt Nam được chia sẻ như sau. Ông Phạm Minh Chính gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Ridge, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Kina, Bộ trưởng Tài chính Janet, gặp gỡ Thượng nghị sĩ Patrick và một số nghị sĩ Mỹ khác. Tại Washington DC, ông Chính phát biểu chính sách tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Sau đó, Thủ tướng sẽ tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và các tập đoàn Mỹ bao gồm ASEAN Group, Blackstone, Kentech và AS. Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 11 đến 17 tháng 5, ông Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo quốc gia ASEAN sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN diễn ra tại Washington DC trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 5. Sau đó, ông sẽ thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc. Như vậy thì rõ ràng trong lịch trình không có việc gì cho Tô Lâm cả, nhưng Tô Lâm vẫn tháp tùng. Nếu ở trong nước, việc ông Tô Lâm tháp tùng Phạm Minh Chính là để bảo vệ cho ông Chính, nhưng ra nước ngoài, công tác an ninh được nước sở tại đảm nhận. Như vậy, có khác nào ông Tô Lâm là nhân vật thừa thãi theo phái đoàn này? Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm vốn là người thích công du nước ngoài, tuy nhiên những tai tiếng ông để lại là không ít. Chuyện ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng ở London giờ vẫn còn nóng hổi. Không biết ông Phạm Minh Chính để Tô Lâm sát cánh như thế nào, sẽ có ngày ông Tô Lâm lại mang lại cho ông Phạm Minh Chính những tiếng xấu đến vuốt mặt không kịp nữa. Cũng không biết ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có nhận ra điều này hay không.